Về cơ bản thì nói chung là tuổi trẻ là sao, ảo tưởng, nghĩ là bạn mình đẹp trai này, cu to này, tán gái này sẽ được này, xong tán đéo được thì thất vọng này, nhận ra rằng bạn mình vừa xấu trai vừa cu bé này, to bằng cái iPhone thì nghĩ rằng là mình đã là bố tướng rồi, đến khi gặp thằng to như cái Xbox hoặc là cái PS hay là cái PlayStation hiểu không, nhận ra rằng là ngốc nghếch vãi, đi uống rượu thì nghĩ rằng bố mày uống khỏe vãi ra, và sau đó nhận ra rằng mình cũng nôn mửa như thằng nào thôi à, nó thì một cốc nôn, người cốc nôn hiểu không, bởi vì uống rượu mà đéo xỉn thì một là rượu đẻo, mà đéo thằng nào nói là tao mang đến đây rượu đẻo cả, hai là mày đéo uống thế thôi thấy không, còn đi con mẹ mày gái gú bi ôm thì nghĩ rằng mẹ vào đấy mình sẽ là ông vua, mà thật ra nhận ra rằng con mẹ đéo có ông vua là để trả tiền khi mà dùng dịch vụ cả, còn đâu con mẹ tài xỉu hay là đánh bài hay là đấy thì tóm lại nghĩ rằng mình là một thằng mẹ khôn là rừng, khôn là một nữa, và may mắn là hai thế thôi, và đến khi thì mẹ nhận ra rằng là mình cũng đéo khôn và mình cũng đéo may mắn, thì rằng ở đấy thì cuộc đời nó đánh quanh nó chỉ có thế thôi, có cái nào phân tích nhiều có đúng không, về bản chất là như thế. Tôi xin lỗi các bạn, nhưng tôi có vào massage tôi nói thẳng luôn, bây giờ ấy mà anh muốn em muốn em đéo là hạng được, anh đéo cần, anh ra ngoài vẫn tiếp em bình thường rồi em về, thật ra để anh phải gồng vậy nó mới thật sự mình phải gồng vậy thế thôi. Vào đi hát mà có em nào ngồi cạnh hay chăng nữa, mình đã từng đi một lần, à đúng, hai ba lần, vài lần em mình vào anh bảo luôn em cứ làm công việc của em, anh vẫn tiếp em, cứ đếm chai anh cứ để xuống tí đếm thoải mái, nhưng anh không uống, gọi mì ra, gọi mì tôm với lại mì với lại tôm thịt cái gọi là hải sản đéo gì ấy, em đừng đút cho anh có tay anh tự đút được, đút làm cái đéo gì? Các bạn mình giống như thằng là mình giống như kiểu khuyết tật đi, đừng đút cho anh các bạn. Thế thôi, đấy là ngày xưa hồi mình mới về nước 24-25 tuổi, đâu mà em đang ngồi em thích cứ ngồi đây mình nói chuyện với nhau, đút đút cái con gì mà mày có tay mà ăn thìa nhiều thìa ít đấy không, cái lúc mình muốn ăn nhiều thì cơ mẹ mày nó sắn ít, cái lúc mình muốn gắp con tôm thì nó lại đưa toàn mì hãm đúng không, có đúng không, là như thế còn gì nữa, cơ mẹ mày lúc mà mình muốn ăn mày không lấy tí mì thì nó lại đi, cơ mẹ mày toàn hải sản đấy không, lúc mình đang khát nước thì mẹ nó lại đưa thêm tí mì khô vậy là... đéo được, tóm lại đéo được, hơi có kỳ thôi nhá, không có kỳ thật ra đồ này cũng ngon đấy, đồ này ngon phết các bạn ơi. Anh ơi em 2003 thi trượt quân đội giờ đang ôn thi lại có thất bại không anh, trong khi bạn bè đi học hết rồi em thấy khiến bố mẹ xấu hổ quá anh. Cho em lời khuyên với ạ. Em ạ, cuộc đời em đéo phải là thiên tài. Em đéo phải thiên tài và việc em thất bại trừ khi bố mẹ em nghĩ em là thiên tài. Có cái chuyện em thất bại là bình thường. Em tưởng anh thích kiểu chói tay chói chân chứ hát mới nghe a nằm một chỗ em làm gì làm thế này mặt cười. Và vạ sẽ còn thất bại nhiều. Năm nay mới có hai sinh năm 2021 thì năm nay bao tuổi? 20 tuổi. Em sẽ còn vấp ngã nhiều. Từ người yêu bỏ, nó chê cu bé, bạn yếu sinh lý, đầu ti thâm. Con mẹ mình nhiều em ạ. Rồi lúc đấy em có trầm cảm không? Rồi lúc đấy em có bố mẹ nó thất vọng không? Rồi chưa cắt bao quy đầu, nó đéo hồng ti. Rồi cô mẹ mày nách hôi, lông nách ít, trên tị đầu ti đéo có lông. Nhiều thứ lắm em ạ. Em mà suốt ngày hơi tí đã em thất bại vậy, thành công con thì khó lắm, cuộc sống khó lắm em ạ. Quá khó. Khi nào mà em cần làm học đầu ti thì nhớ liên hệ bên anh nhé. What? À, quên mất, bạn mình lộn đấy. Từ hồi đổ má làm quảng cáo từ cái hồi ngày xưa quên mất. Bây giờ không làm dịch vụ nữa rồi. Bây giờ không còn làm dịch vụ nữa rồi nhá. Lộ. Xin lỗi nhá. Không làm dịch vụ nữa rồi nhá. Bỏ. Lộn ngày xưa. Có gì xấu hổ đâu. Ông anh kết nghĩa của em bằng tuổi anh đang ở quê xem like anh Piu. Hello anh Hưng Phú. Sao lại ở kìa, bây giờ công việc nghề nghiệp anh em buồn cười, nhà đi làm có gì đâu, cái chuyện làm hồng đầu ti hay là các cái dịch vụ đấy là bình thường, mình đi mình quảng cáo sản phẩm hay là mình đi là bình thường, anh em buồn cười đấy nhỉ. Thề anh em bị ấy rồi, anh em thế này là bị kiểu có chữa thâm bọng không hả, có mẹ mày lại một nghề nghiệp mới rồi, có quả chữa thâm bọng là cái gì ấy nhỉ, mấy hôm này lâu lại có những cái nghề nghiệp rất mới tôi chưa nghe bao giờ, chữa thâm bọng mà chữa gì vậy anh em, thâm bọng là bị cái gì ấy nhỉ, something new I never heard before. Em vừa gọi điện chia tay người yêu rồi anh ạ, mà nó không đòi tiền 2 triệu em nợ nó, vậy thế là nó khinh em vãi, lại còn khoe tổ sư là với nó mà em còn đéo đáng 2 triệu để nó bàn em, còn khoe tổ sư mà lại còn khoe đấy thì tôi cũng khó, cuộc đời khó quá. Thâm bọng là thâm ra bao trứng cút ông ơi, ha ha. À như thế nào là thâm ta, ủa như thế nào là thâm vậy anh em, cái này nó cũng hơi mới lạ anh em ạ, ủa cái đấy là bình thường mà ta. T
tên em đẹp ca a. Mai Thạch Xanh, tên ông thật không hay là ông lại ấy, tên ông thật không hay là ông ghép vào ông lấy nickname? Em có biết ý bạn kia thâm bọc ở vị trí nào, nhưng e biết bọc là bọc ở dưới mắt anh ạ. Ủa mẹ à? Ủa không, nhưng mà kể cả cái bọc ủa ấy kia nó phải thâm chứ nhỉ? Nghe hơi lạ đấy, cái đấy nó phải thâm chứ anh em. Làm sao mà nó như da em bé được? Ủa. Lâu rồi chưa thấy content tái chế á anh. Được, hợp lý. Lâu rồi chưa nghe vụ này hợp lý. Em 21 tuổi học hành, nghỉ ngang tình yêu cũng không có công việc, thì vừa nghỉ giờ ở nhà lông bông, không có một cái định hướng gì, trong đầu thì trống rỗng. Anh tâm sự cho em vài lời khuyên để em khai sáng đi anh. Thứ nhất nhá, là kênh đéo khuyên là cái thứ nhất nhá, được chưa? Câu thứ hai là năm em 21 tuổi, không có công việc ổn định, tình yêu thì nghỉ ngang, là tình yêu như nào nhỉ? Nghỉ thì vừa nghỉ ở nhà lông bông cho một cái định hướng tương lai. Đéo có một ai nhỉ? Đây là đéo có một ai hồi máu thôi. Ôi khó thế bạn. Ơ kìa, có bọng mắt thật mà anh, e giống bà ngoài bị bọng mắt nè anh, giống như bong bóng dưới mắt ấy anh. À, bọng mắt là cái này à? Anh không bị, cái này chỉ hôm nào mà ít ngủ ấy, anh em. Khi nào ít ngủ sẽ bị nha. 21 tuổi thì không ai có thể cho bạn được đam mê được, không ai có thể cho các bạn lý do ngày mai bạn ra đường được. Bạn phải tự hỏi bản thân mình tại sao. Bạn có bao giờ ngồi xuống và nhìn bố mẹ các bạn không? Đây là mình hỏi vô tư ấy. Có bao giờ bạn ngồi xuống và nhìn bố mẹ mình? Có bao giờ bạn ngồi bạn xem lại ảnh của bố mẹ cách đây khi mà mới đẻ mình không? Và bây giờ ngày nào bắt đầu các bạn thật sự cảm thấy là à, cuộc đời này rồi sẽ không còn bố mẹ, không còn ông bà, không còn ai, ngày đấy sẽ đến với tất cả mọi người. Nên này, bạn sẽ tìm ra một cái lý do đấy để move your ass, hãy nhấc mông lên và làm cái điều gì đấy trong cuộc đời này. À giờ còn like game khác ca, hay không, chỉ chat thôi à? Cảm ơn Phương, cô bé cô nhá. Mình chat đấy bạn ạ. Tại vì thật ra chỉ có chat thì mới ngồi nói chuyện với anh em được, chứ mấy game kia thì phải chơi hát lắm. Cảm ơn. Ba Phương. Ngày nay em theo 4 khách phê lắm anh ạ. À. Sáng mai em đi kiểm tra xe buổi sáng rồi chiều mới chạy xe anh ạ. À. 3 ngày em kiếm được 3 tia. Thế là giỏi. Thế là cảm ơn Nguyễn Lý Huỳnh nha. Thế là very good. Nhưng mà làm gì làm vẫn phải giữ sức khỏe. Sorry các bạn, tại vì mình nhắc đến cái việc mà ông bà bố mẹ thì có thể các bạn một số bạn buồn và các thứ thì ok hiểu điều đấy mà. Tại vì có bạn nói là 21 tuổi, 21 tuổi thì các bạn chưa phải trải qua điều ấy nhiều. Tại vì thật ra 21 tuổi thì cũng đâu có làm gì để mà phải suy nghĩ về những cái đấy. Nhưng đến một ngày nào đó các bạn sẽ, nó sẽ đến các bạn ạ. Và khi nào các bạn càng nhận ra điều ấy sớm thì nó sẽ càng, cuộc sống ngắn lắm ạ. Mới đây thôi mà mình đã về Việt Nam được gần 7 năm rồi. Chỉ mới đây thôi mình về Việt Nam là một chàng trai không tiền, không bạc, không có một cái gì trong tay. Nghĩa đen luôn đấy các bạn. Vậy mà đã 7 năm trôi qua và bây giờ mình đã 30 tuổi, 31 tuổi. Ngày mình về bỏ lại rất nhiều thứ và trong quá trình mình về mình cũng đã mất rất là nhiều thứ. Ông bà mình, bố mẹ mình ở nhà cũng già đi nhiều. Mình nghĩ là đến một giai đoạn, một lúc nào đấy tất cả các bạn cũng vậy thôi. Cảm ơn anh, tại mấy nay mệt rồi buồn nên mới muốn tâm sự với anh tí, mà lại lỡ cãi nhau nên anh thông cảm nhé. Ôi, có gì đâu em. Cuộc sống cái chuyện mà đôi khi có những cái quan điểm khác nhau trong cuộc sống hay là có những cái không hay xảy ra là chuyện bình thường đấy mà. Thì xin lỗi em không có lỗi gì với anh cả, chắc chắn là không có gì cần phải suy nghĩ cả. Kể cả là em có gặp anh ở ngoài mà em có chửi vào mặt anh cũng cảm thấy, không cảm thấy đấy là lỗi hay cái gì. Anh nói thật, đây là anh nói thật, anh nói không phải để vuốt đuôi hay là cái gì, em không có lỗi gì anh. Kể cả em với anh không biết nhau mà anh đi ra Côn Đảo gặp em chở xe anh mà chẳng may yêu cầu của anh nó khó quá hay là em khó chịu quá em nói với anh là nhắc tới game khác thì... Tự nhiên em nhớ thế cái Elden Ring a phá đảo luôn ngày phá đảo rồi khổ thế em hỏi vãi. Elden Ring đã phá đảo, đã về nước được chưa, phải trả lời bao nhiêu lần nữa? 5 phút boss cuối giết trong vòng 5 phút được chưa? Đã đủ cho anh em cảm thấy rằng tôi được chưa? Trả lời thế đã, ping chưa? Anh em nghe đã cụ thể câu chuyện chưa? Tôi phá đảo rồi. Có mẹ đấm hết. Không một thằng nào xuất hiện trước mặt tôi được hết. Đấm hết anh em ạ. Tuổi. Tuổi các bạn. Nhưng mà em năm nay 40T có nên lấy vợ được chưa à? Lấy hai vợ còn được. Mẹ hỏi câu chết người thật, lấy hẳn hai vợ nha em. Nếu được, lấy hẳn hai vợ dùm cái. Anh khuyến khích quá. Ngày nào mà em lấy được hai vợ nhớ, nếu em ở nước ngoài thì anh chị. Nếu em ở 40 tuổi mà em lấy được hai vợ nhá, nhớ gọi anh. Ở Việt Nam chắc chắn anh sẽ tự mua vé máy bay và xe đến hai vợ cho anh. Em ai lấy một vợ, tầm này lấy một vợ người ta khinh rẻ lắm em. 40 tuổi với hai vợ. Tất cả những ông ngồi đây đều đồng ý với anh việc ấy, yên tâm, điều gì anh kẹo chứ riêng cái này nó là chơi của con người rồi, đéo thể kẹo được. Em hiểu không? Tầm này đéo ai lấy? Tầm này hỏi 40 tuổi lấy vợ được chưa? Hẳn hai vợ nhé, đi tán là hỏi luôn. Bây giờ anh 40 rồi,
hai vợ em có chấp nhận không? Thì em bây giờ em chấp nhận nhanh thì em là cả. Khác biệt lắm em, khác biệt lắm em. Tầm này hỏi lấy vợ được chưa? Chết. Chấp nhận nhanh thì con mẹ em còn được làm vợ cả. Chứ mẹ mày lớn ngớ là mai thay đổi là đéo được làm cả đâu. Chết em ơi, nhanh lên. Anh ơi, em níu kéo được người yêu em rồi, em hứa. Cái gì? Làm lại từ đầu là gì? Là ngày mai em đi đánh tiếp ấy hả? Là ngày mai em là đánh lại từ đầu em sẽ ăn chưa đúng không? Chưa bao giờ e quý ông nào trên mạng như anh. Anh ra Côn Đảo thì em bắt cóc một tuần. Khi nào xin em mới cho về? Đồ quá. Chỉ hóng hớt vậy đi. Người ta 40 rồi anh xưng em ngọt thế. Xin lỗi. À, gọi là anh. Em xin lỗi anh. Con mẹ líu quá anh em ạ. Sorry nhá, lỗi em anh ạ. Ông bà mình nói trai 5 thê 7 thiếp, anh 40 kia em đề xuất mạnh dạn hẳn 7 thiếp nhé à, mặt cười. Đồng ý nhé anh em. Hai vợ anh ơi, tầm này phải hai vợ nhanh. Hai vợ anh ạ. Anh ở đâu em phi đến tận nơi. Em làm lại từ đầu, không dính tới cờ bạc nữa anh ạ. Lúc nào có tiền thì chơi cho vui thôi. Địt mà, nhưng quan trọng là khi nào mình cảm thấy vui chứ địt mà. Lúa này mình... Quan trọng là một tháng mình vui mấy lần. Chứ còn cuộc sống là những niềm vui. Ơ con hiểu không? Đéo vui đéo ai thế. Xin lỗi xuông cô chấp nhận nhé, mặt cười. Đi giảng hòa mệt lắm. Em chào a, em đang ở Ba Lan này, đánh nhau ở Ukraine, em rén quá BS phải làm gì ạ? Ôi thôi. Em ở Ba Lan, mẹ Ukraine diện tích nó gấp đôi mình. Đến được cái chỗ em nữa. Em mới phát hiện cô ni em bắt cá hai tay anh ạ, à. Em cũng đi làm gọi là công chức nhà nước lo cho cô ấy không thiếu thứ gì từ đi ăn đi chơi, nhưng cô ấy vẫn yêu thêm một thằng nữa ăn nằm với người ta, em giờ phải làm sao anh? À, thì dừng lại thôi em. Có gì đâu, thì mình dừng lại thôi. Okay. Anh em viewer ra Côn Đảo đi, tôi xếp ghế sân vận động anh em nhậu. Có vẻ... Hứa. Lại nữa, anh em ơi, lại nữa, tôi nói là lại nữa. Được rồi, khi nào cần phải giảng hòa chứ phải đi làm sao? Ông đăng lên mạng này sao mà đi? Cái công cuộc, dừng lại thôi em ạ, không nên cảm xúc, không nên... Cái chuyện ăn nằm hay cái chuyện đấy là nó xảy ra thì bạn lúc tình cảm lứng lên thì nó phải đi bạn ôm hít, ôm hôn thắm thiết nhau chứ có gì đâu. Cái đấy là cái duyên đến đây, đấy là may mắn là mình đã nhìn thấy, mình đã biết chuyện đấy. Đúng không? Có may mắn không? May mắn chứ có gì em nữa. Sinh ra trong một gia đình không hòa thuận lớn một tí thì yêu đương cũng không ra hồn gì. Giờ em kiểu như con người em nó lúc nào cũng buồn, bạn bè thì không có ai để tâm sự, lúc nào cũng thấy mình bất lực với mọi thứ. À, ý em là cô không cường được đúng không? Đang gạ khách đó anh, ha ha, non quá. Chết, thế thì phải học lại một khóa gọi là ấy rồi. Phải học lại một khóa rồi anh em. Hào. Sorry em nhá. Lỗi anh, nhận luôn. Sorry em nhá. Chết, hào, quên đấy. Quên, lỗi anh, nhận luôn. Mười dạo này không thấy cháu bông của chú Piu đâu nhỉ? Đấy. Không thấy thì chúng mày hỏi. Lúc nó lên thì nó thả thính thì phải... Hào hứng vào, em dạo này làm sao, như nào? Đúng không? Lúc nó lên, hay anh em đi làm cũng mệt mỏi, vất vả rồi. Dẫn 1777 người ra Côn Đảo giảng hòa cho viewer. Như thế là hơi sâu đấy, ngày ba là hơi cắt đấy. Thay vì kích máy móc thuật sư á, nhưng mà cái này được cảnh binh anh em ơi. Đứng đấy, đánh em trước mà anh em. Anh em phải hình dung là cái bài mình đem sau, anh em trước. Mình đem trước mà anh em, Ori đứng là bây giờ đánh khi nào mới lên skill nổi, con Vi nó thì nó giật, nó rằng giật thế này các bạn anh em. Khác biệt luôn mà anh em. Con Ori đứng đằng sau nó lên mana chậm, anh em hình dung ý tôi không? Biết thêm mà, đây nha, đây đây, các bạn hình dung không? Đây, đúng không? Thì nó đứng, đấm này, bao giờ nó mới lên mana, còn con này đứng đây nó lóc, em là con, đứng tanh đây, nó dồn. Dồn ứ chỗ này lại, con này xả skill, chết góc này. À, bỏ máy móc ra thay con Adriel vô. Adriel vô kích tái chế làm gì giờ? Điên à? Tái chế là làm gì đâu các bạn? Ôi giời ơi, mẹ ơi. Tại sân bay, mở rộng để bay đêm anh ạ, à. Sắp tới lại vất vả thêm rồi anh ơi. Vất vả là ngon, hè, có tiền là ngon. Không công ty nó đuổi cổ. Hợp lý, đồng ý. Cứ có tiền là vui, đi làm là vui. Thế à? Đây làm gì có chuyện đừng nhớ ông viewer nữa à, bài học đau thương dây còn nguyên nha a, mặt cười, giờ chỉ dành tiền up 9 thôi a, bài a vô form quá rồi. Cảm ơn mình, đồng ý chuẩn luôn em ơi, đi có mẹ tầm này chỉ có là chờ lên level thôi, đéo làm cái lồn gì nữa cả. Mày có lấy không? Ôi!
quần loan và xanh lắm. Quần loan và xanh lắm. E ngủ để mai đi kiểm tra xe anh ơi. Ok. Online rồi ngủ sớm nha anh. Ok. Cảm ơn anh nha. Ok, thank you, cảm ơn em, giữ khỏe anh em. Quần loan và xanh lắm. Giờ mày thích tao lốc thằng nào? Ôi, bắn trượt kìa. Bạn ơi, đéo vui, hết rồi. Tóm lại là hết rồi, thế thôi. Đau lưng thế nhỉ? Không ơi, công nhận đau lưng thế. Dạo này sáng hình như ăn nhiều tôm hay sao ấy. Bố mày cho mày hết skill luôn chứ ở đó mà lại bị mà. Bố mày cho mày hết skill luôn chứ lại ở đó mà vớ vẩn. Mày xếp bên hàng cao thì có. Chết rồi, uống P vàng nhiều quá. Chết rồi, uống P vàng nhiều quá không ạ? Đau bụng đầy hơi.